MU chốt 3 mục tiêu thay Mason Mount. MU dường như đã từ bỏ tham vọng ký hợp đồng với Mason Mount từ Chelsea. Đội chủ sân Old Trafford đã chuyển hướng sang 3 mục tiêu mới. Chelsea đã từ chối 3 lời đề nghị từ MU cho tuyển thủ Anh, trong đó lời đề nghị gần nhất và cũng được cho là lời đề nghị cuối cùng trị giá 55 triệu bảng. Trong đó 50 triệu bảng được trả ngay kèm theo 5 triệu bảng phụ phí. Đội bóng thành London được cho là muốn thu về 65 triệu bảng từ cầu thủ sinh năm 1999, nhưng MU từ chối đáp ứng. Họ cho rằng đó là số tiền quá lớn cho một cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng. MU hiện đang chuyển sang các mục tiêu khác, với Moi Caicedo là một lựa chọn đang được xem xét. Ngôi sao của Brighton dự kiến sẽ đắt hơn đáng kể so với Mason Mount, lý do là bởi anh vừa ký hợp đồng mới với Brighton đến năm 2028. MU sẽ phải bỏ ra khoảng 80 triệu bảng nếu như muốn có cầu thủ người Ecuador. Theo ESPN, hai mục tiêu khác được MU nhắm thay Mason Mount là Mohamed Kudus của Ajax và Taylor Book của FC Utrecht. Kudus năm nay 22 tuổi, từng thi đấu dưới thời Erik ten Hag tại Ajax trước khi vị huấn luyện viên này chuyển đến MU năm ngoái. Anh cũng đã được liên hệ với một số đội bóng ở Premier League, trong đó có Brighton. Taylor Book cũng 22 tuổi, cầu thủ người Mỹ đã ghi 2 bàn và cung cấp 4 pha kiến tạo trong 23 lần ra sân ở Eredivisie mùa trước khi Utrecht kết thúc ở vị trí thứ 7.